Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Dù Khánh Hòa vẫn có lệnh cấm biển và lập rào chắn để người dân không xuống tắm, tuy nhiên một số người thiếu ý thức vẫn cố tình vượt rào, thậm chí xảy ra tranh cãi với lực lượng chức năng. Phản ánh của khán giả Vân Hằng qua số điện thoại 0915 3 số cuối 456. Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đưa 30 ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ an toàn. Phản ánh của khán giả Quang Anh qua số điện thoại 0963 3 số cuối 233. Cà Mau ra quân xử lý nghiêm những tài xế xe tải vi phạm luật giao thông, phóng nhanh vượt ẩu để phòng gây tai nạn. Phản ánh của khán giả Lê Văn Tình có số điện thoại 0965 3 số cuối 525. Gần một tuần nay, tàu cá của nhiều bà con ngư dân ở xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh phải nằm bờ vì ngư trường truyền thống đã bị những con tàu không có số hiệu từ nơi khác đến xâm lấn và khai thác. Phản ánh của khán giả Mạnh Hải, số điện thoại 0989 3 số cuối 678. Sau nhiều tỉnh thành, tại Cần Thơ cũng đã xuất hiện siêu thị không đồng, chia sẻ khó khăn với người nghèo cùng vượt qua giai đoạn dịch bệnh. Chia sẻ của khán giả Phan Nga qua số điện thoại 0945 3 số cuối 234. Mặc dù đang là dịp nghỉ lễ, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Nha Trang vẫn đóng biển. Để hạn chế việc người dân tụ tập, lực lượng chức năng đã cho dựng hàng rào và biển báo. Tuy nhiên, theo phản ánh của khán giả Vân Hằng, có số điện thoại 0915 3 số cuối 456, thì sáng ngày 1 tháng 5, có rất nhiều người xuống tắm. Khi bị phát hiện, họ đã tranh cãi cùng lực lượng chức năng. Dù bảng cấm tắm biển vẫn được dựng suốt chiều dài bãi biển thuộc đường Trần Phú Nha Trang, tuy nhiên vẫn có nhiều người chui qua các giường dây băng xuống tắm. Lực lượng quản lý bãi biển khi phát hiện đã liên tục kêu gọi người dân không tắm biển. Nhiều người đã chấp hành và đi lên bờ. Có người thắc mắc đã được ngành chức năng giải thích khi phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố Nha Trang trong việc phòng chống dịch COVID-19. Đáng nói, cũng có những trường hợp không hợp tác, liên tục tranh cãi, chống đối khi bị lực lượng quản lý đô thị Nha Trang nhắc nhở, cảnh cáo. Sự đôi co không hề đẹp đẽ gì trên giữa hai bên đã gây hiếu kỳ cho người đi đường, tạo hình ảnh phản cảm về vi phạm lệnh cách ly xã hội. Được biết, từ hơn một tháng nay, thành phố Nha Trang đã đóng cửa các bãi biển và đến nay vẫn còn tiếp tục. Lực lượng khách du lịch trong nước đến với thành phố biển trở nên thưa thớt hơn, gây thất thu cho ngành du lịch Khánh Hòa trong mùa đại dịch. Cũng tại Khánh Hòa, biển đóng cửa nên người dân địa phương đã đổ xô về mũi kê gà thưởng ngoạn. Theo ghi nhận vào ngày 30 tháng 4 tại điểm thắng cảnh mũi kê gà trên tuyến đường biển Phạm Văn Đồng thuộc khu vực Bãi Tiên, Nha Trang. Dù nơi đây đã có biển cấm và không được tập trung đông người, nhưng đông đảo người dân vẫn liên tục đổ về đây để nghỉ chơi trong ngày nghỉ lễ. Các phương tiện lưu thông như xe ô tô, xe máy đỗ kín hai bên đường. Điều đáng nói là nhiều thanh niên nam nữ thay nhau vượt qua biển cấm ra đứng chênh vênh sát mép vực, gần như thẳng đứng để chụp ảnh rất nguy hiểm. Nhiều người đã chủ quan không đeo khẩu trang để phòng dịch. Sau đợt nghỉ lễ năm nay kéo dài đến 4 ngày, nên điểm thắng cảnh mũi kê gà hứa hẹn sẽ còn tiếp tục thu hút nhiều người dân đến đây khi không còn chỗ nào khác để chơi lễ. Sáng ngày 1 tháng 5, tại quân cảng Lữ đoàn 171, vùng 2, Hải quân thành phố Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân đã tổ chức bàn giao 30 ngư dân bị nạn trên vùng biển DK1 cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo thông tin khán giả Quang Anh có số điện thoại 0963 và số cuối 233 tìm hiểu được, thì trước đó vào khoảng 3 giờ sáng ngày 26 tháng 4, tàu cá mang số hiệu QNA 95654 do ông Tô Điệp, sinh năm 1980,
trú tại thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, huyện Thắng Bình, tỉnh Quảng Nam làm thuyền trưởng, cùng với 30 ngư dân đang hoạt động đánh bắt trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa, thì không may gặp dông lốc lớn khiến cho tàu bị phá nước dẫn đến bị chìm. Được biết, sau khi bị chìm, 30 ngư dân đã bám vào 4 chiếc thúng. Cho đến khoảng 20 giờ 48 phút ngày 27 tháng 4, nhà giàn DK1 gạch 11 phát hiện tín hiệu đèn nhấp nháy với khoảng cách 1.000 mét, nên đã thông báo các tàu vùng 2 hải quân thực hiện nhiệm vụ trên biển sẵn sàng ứng cứu. Khoảng 22 giờ tối ngày 27 tháng 4, lực lượng nhà giàn DK111 đã lần lượt đưa 30 ngư dân lên sàn cập tàu an toàn. Tổ quân y nhanh chóng khám, kiểm tra sức khỏe của các ngư dân. Trong đó, 2 ngư dân bị thương nhẹ, 1 người xây sắt ở tay và 1 người ở chân. Còn lại 28 ngư dân sức khỏe đều bình thường. Sau 3 ngày di chuyển khẩn trương, đến sáng ngày 1 tháng 5, tàu Trường Sa 04 đã đưa 30 ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn, bàn giao lại cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo đúng quy định. Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Đúng rồi. Đấy, ngày 1 tháng 5 mà tôi từ Hà Nội tôi vào đây thăm bà con, thăm anh em. Đang Quảng Nam. Ngay sau khi tiếp nhận, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã hoàn chỉnh các thủ tục bàn giao 30 ngư dân cho đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam và Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Nhân dịp này, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã gửi lời động viên, thăm hỏi, tặng quà cho các ngư dân gặp nạn. Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cũng đã tặng các phần quà cho các ngư dân gặp nạn. Trong dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã trao tặng hoa và quà cảm ơn sự cứu giúp, hỗ trợ kịp thời cho các ngư dân bị nạn được an toàn về đoàn tụ với gia đình. Thưa quý vị, do địa bàn không có tuyến tránh nội ô thành phố Cà Mau nên các phương tiện ô tô tải thường xuyên lưu thông trên các đường chính vào các thời điểm có mật độ phương tiện đông. Thêm vào đó, ý thức chấp hành luật giao thông của một số người điều khiển phương tiện chưa cao và dẫn tới nguy cơ về tai nạn cũng như va chạm giao thông giữa phương tiện ô tô tải và các phương tiện khác. Vì vậy mà Cà Mau đang ra quân xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như vậy, hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông. Ghi nhận của khán giả Lê Văn Tình có số điện thoại 0965 3 số cuối 525. Mời quý vị cùng theo dõi. Đây là hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khóm 6, phường 9, thành phố Cà Mau. Vào khoảng 14 giờ ngày 18 tháng 4, một ô tô tải đã bất ngờ lao vào cơ sở kinh doanh của gia đình ông Nguyễn Hoàng Linh, cú tông trực diện làm nhiều vật dụng tại cơ sở bị hư hỏng. Rất may không có ai bị thương. Vụ việc xảy ra hết sức bất ngờ, làm cho ông Linh và một người khách đang mua hàng bên trong kinh hãi. Nghe tiếng xe chạy tới, mình đang lừa cho coi nhỏ kia nó lửa đồ trong. Thì nghe sập cái ầm xuống thì mình dầm tiếng là nó bể trên này, dầm cái xe nó sập xuống cái này rồi. Người ta dầm thấy xác mình này, lốt ra hốt quảng là không còn nhớ gì chứ. Còn tại giao lộ Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Công Trứ, phường 8, thành phố Cà Mau vào sáng ngày 17 tháng 2 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người chết, một người bị thương. Tại thời điểm trên, xe ô tô tải mang biển số 95C02015 di chuyển từ đường Nguyễn Công Trứ ra đường Nguyễn Tất Thành thì va chạm với xe máy mang biển số 69F49098. Vụ tai nạn khiến một bé trai đi trên xe máy tử vong tại chỗ, người phụ nữ bị thương được đưa đi cấp cứu. Theo người dân, tại ngã tư trên thường xảy ra va quẹt, rất nguy hiểm đối với người tham gia giao thông bởi có xe tải thường xuyên lưu thông về hướng quốc lộ. Nguyên nhân khách quan là cái địa bàn thành phố Cà Mau. Nói chung giờ nó riêng là cái nội ô thành phố thì các cái phương tiện có tải trọng lớn đi về các huyện và khu công nghiệp đều phải đi vào nội ô thành phố Cà Mau. Do đó nó tiềm ẩn cái nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất là cao. Thứ hai, nguyên nhân chủ quan là ý thức của các tài xế khi tham gia giao thông chưa cao, thường xuyên xảy ra một số lỗi như đi không đúng phần đường, làn đường, chuyển hướng hướng không nhường theo quy định, khoảng cách không an toàn.
Trước tình hình trên, lực lượng chức năng của Công an thành phố Cà Mau đã tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý các lỗi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung vào các loại phương tiện ô tô tải lấn chiếm lòng lề đường, tập kết hàng hóa che khuất tầm nhìn, gây cản trở lưu thông, đặc biệt là kiên quyết xử lý nghiêm lỗi vi phạm về chạy quá tốc độ, lấn làn, lấn tuyến, phương tiện chở hàng hóa cồng kềnh, không đảm bảo an toàn kỹ thuật, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Khi bị xử lý, một số tài xế đã viện dẫn nhiều lý do để giải thích cho lỗi vi phạm. Mới chạy công trình đây, mới về ra đường chạy chưa kịp thay. Chạy nào giờ chạy công trình không à, không có ra ngoài đường. Mới để thay, ngày mai là thay. Bữa nay chạy không kịp thay. Xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm. Thì cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát cũng thường xuyên nhắc nhở đối với các tài xế về các lỗi liên quan tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và va chạm giao thông. Với những biện pháp đồng bộ và quyết liệt của các đơn vị chức năng, bên cạnh đó người điều khiển phương tiện ô tô tải cũng phải tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ. Tuyến kè biển Cẩm Nhượng đi qua địa bàn xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh hiện nay đang trở thành bãi rác bất đắc dĩ do thiếu ý thức bảo vệ môi trường, tập quán sinh hoạt bừa bãi của người dân. Theo phản ánh của khán giả Nhật Bảo có số điện thoại 0919 và số cuối 199 thì thực trạng này đã xảy ra lâu nay nhưng địa phương vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu để xử lý. Kè biển Cửa Nhượng, đoạn xã Cẩm Lĩnh là công trình không chỉ mang ý nghĩa phòng chống thiên tai, sói lở mà còn là tuyến giao thông nội vùng. Thế nhưng vì thiếu ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ công trình và thói quen sinh hoạt bừa bãi của người dân sống xung quanh nên tuyến đê kè dài khoảng 2 km qua khu vực này luôn ngập đầy rác thải. Rác thải ngập tràn gây ô nhiễm môi trường, bao tải đựng rác, lông gà, xác động vật vứt ngổn ngang, bốc mùi hôi thối. Gạch vữa được đổ chất thành đống. Từ giường hỏng, chăn hư, chiếu cũ, cành khô, gốc mục, vữa tường, ngư cụ thải loại đến túi ni lông, giấy vụn, lông gà, xác động vật chết và những gì thải loại đều được người dân mang ra vứt ở kè biển. Sau khi vứt rác xuống bờ kè, sóng và gió biển đã phân tán rác thải ra khắp nơi, tạo nên một cảnh tượng bẩn thỉu, nhếch nhác. Rác thải sinh hoạt còn được những người dân thiếu ý thức đổ ngay lên trên mặt đê, đoạn sát chân cầu Cửa Nhượng. Khán giả Nhật Bảo cho rằng, muốn giữ gìn môi trường sống trong lành, giữ gìn vẻ đẹp cảnh quan nơi cửa biển, thì chính quyền địa phương cần phải nhắc nhở, chấn chỉnh hành vi vứt rác bừa bãi lên kè Cửa Nhượng. Thậm chí nếu như tái phạm thì cần xử phạt đủ sức răn đe. Mặt khác, người dân sinh sống ở xung quanh khu vực này cũng cần nhận thức được hành vi, tập quán sinh hoạt xấu của mình để khắc phục. Không nên chỉ giữ nhà sạch mà quên đi ý thức bảo vệ môi trường sống xung quanh. Cũng tại Hà Tĩnh, gần một tuần nay, tàu cá của nhiều bà con ngư dân ở xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh đã phải nằm bờ vì ngư trường truyền thống đã bị những con tàu không có số hiệu từ nơi khác đến xâm lấn và khai thác. Khán giả Mạnh Hải có số điện thoại 0989 và số cuối 678 cho biết, thuyền không ra khơi, buông lưới đồng nghĩa với việc khai thác thủy hải sản gặp nhiều khó khăn, gây bất bình cho những ngư dân làm ăn và vươn khơi chân chính. Ba giờ chiều, thời khắc ra khơi đánh bắt thường nhật của nhiều ngư dân ở xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Nhưng trên bờ, hàng chục tàu cá vẫn nằm im, bất động, đang bị những chiếc tàu không mang biển số xâm lấn và khai thác. Gần một tuần nay, hàng chục chiếc tàu công suất lớn dùng lưới vây, te và cả mìn vào càn quét khu vực ngư trường. Mùa này hải sản dồi dào nên mỗi ngày cũng kiếm được hơn 1 triệu đồng. Tuy nhiên, từ khi những con tàu ma xuất hiện, người dân không dám mạo hiểm ra khơi.
Được biết, những chiếc tàu không số nói trên đều có công suất lớn từ 200 cho đến 300 mã lực. Đó là chưa nói, những chiếc tàu lớn kia đều khai thác hải sản bằng lưới vây, te và càn quét tận dưới đáy biển. Nên những hải sản, sải lưới hay bóng mực của ngư dân khai thác bằng hình thức truyền thống thường bị phá nát. Toàn xã Kỳ Lợi có hàng trăm tàu cá khai thác đánh bắt trên biển. Ngư trường truyền thống của bà con từ đảo Sơn Dương trở vào khoảng 2 hải lý với chiều dài là 6 km. Gần một tuần nay, mỗi ngày có khoảng vài chục chiếc tàu lớn không biết từ đâu vào và dàn hàng ngang đánh bắt hải sản gần bờ, khiến cho ngư dân rất bức xúc. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, rất mong các cấp chính quyền và lực lượng chức năng sẽ sớm vào cuộc, có biện pháp xử lý thỏa đáng. Đặc biệt, cần kiểm tra việc chấp hành đánh số ký hiệu cho các tàu thuyền để làm tốt công tác quản lý khai thác hải sản trên biển. Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu khiến cho xuất khẩu nông sản bị đình trệ, tiêu thụ trong nước cũng khó khăn, nông dân đang rơi vào cảnh trúng mùa mất giá. Thách thức chung của toàn xã hội đòi hỏi sự đổi mới, chuyển mình của bất kỳ ngành nghề nào nếu không muốn bị đào thải. Khán giả Ngọc Trinh có số điện thoại 0975 3 số cuối 234 cho biết, để tự giải cứu mình, tại Đồng Tháp, nhiều trường hợp nông dân và các bạn trẻ thông thạo mạng xã hội đã kết hợp với nhau đưa ra một hình thức tiêu thụ nông sản hoàn toàn mới. Chị Trần Thị Mộng Nhi, vốn là giáo viên, đang trong lúc không thể tiếp tục công việc dạy học, mặt khác lại nhìn thấy chính vườn trồng quýt của gia đình mình đang bí đầu ra, chị Nhi tìm cách ra bán qua Facebook. Từ 2 cân, 5 cân, rồi 10 cân là những đơn đặt hàng đầu tiên của những người quen. Thế nhưng lần lượt sau đó, những đơn hàng từ khách phương xa cũng xuất hiện ngày một nhiều hơn. Mới đầu thì khi mình đăng quay thì nói chung là ít người tương tác. Họ nghĩ thường mua hàng qua mạng thì cái xác suất rủi ro nó cao lắm, họ không có tin lắm. Thì khi ta vô, ta chỉ hỏi giá xong người ta đi, người ta không nghĩ là cái quýt mình nó bự như thế, nó đẹp như thế hay là nó chất lượng như thế, thì người ta không tin. Rồi một số người ta mua rồi, người ta ăn rồi, cái mình khi mà mình đăng thì cái lượng tương tác sau người ta vô, người ta bình luận giùm mình, người ta khen rồi cái quýt như thế nào đó, ổn như thế nào đó, thì bắt đầu nhiều người ta vô, người ta xem, người ta thấy được ổn thì từ từ cái lượng mua hàng của mình nhiều. Đối với hầu hết nông dân, khái niệm bán nông sản qua mạng vẫn còn là một khái niệm xa lạ. Giờ đây, khi tận mắt chứng kiến con cháu trong nhà chỉ cần lên mạng là đã có thể bán được trái cây, nhiều người rất phấn khởi khi đã có thêm được một đầu ra mới, một cách buôn bán mới. Hồi đó giờ tôi cũng không có biết cái vụ mạng này. Mình tưởng đâu là như trên mạng mình coi này kia nọ thôi, còn bây giờ con nó về thì nó làm. Nó bán qua mạng gì thì được, thì ở nhà tôi cũng phụ nó vô hàng này kia nọ thôi. Rồi con nó bán, đây đặt cái hàng sao mình gửi nó y vậy. Mình giữ cái uy tín là khách hàng ta tự tư kiếm mình, người ta đặt hàng mình. Với hiệu ứng lan truyền nhanh chóng của mạng xã hội, đến nay mỗi ngày chị Nhi có thể bán được từ vài chục đến cả 100 kg nông sản thông qua những bài đăng trên Facebook. Từ chỉ bán quýt của nhà chồng, giờ đây nhiều nông dân lân cận cũng bắt đầu tìm đến chị Nhi để học hỏi cách làm này. Các mặt hàng ở đây, trái cây, ha, tất cả những gì bà con bán rất khó, vì là tiêu thụ nó chậm, đó. Ít người đi chợ búa rồi, nên ra là vụ mua bán nó khó lắm. Ổn rồi cũng có kêu lái, nhưng mà lái nó nói giờ ra không được, thành ra nó không cắt, mà buộc mình phải đóng thùng đi thành phố vậy đó. Tận dụng được thế mạnh từ mạng trực tuyến, nông sản của nhà vườn miền Tây đang có lợi thế khi tạo được lòng tin của người tiêu dùng thông qua phương tiện truyền thông dễ dàng, tiếp cận được với bất cứ ai, từ thành thị cho tới nông thôn. Tại thành phố Cần Thơ đã xuất hiện siêu thị yêu thương không đồng do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức dành cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Khán giả Phan Nga có số điện thoại 0945 3 số cuối 234 cho biết, hàng ngày nhiều người nối đuôi nhau giữ đúng khoảng cách an toàn để chờ đợi mua được những món nhu yếu phẩm tại siêu thị tình thương này. Sở dĩ gọi là siêu thị yêu thương không đồng bởi những người đến đây mua sắm không phải trả bất kỳ chi phí nào. Người phụ nữ này là bà Trần Thị Kim Cúc, năm nay đã 60 tuổi, sinh sống bằng nghề lượm ve chai.
Khi hay tin có siêu thị không đồng mở ra phục vụ người nghèo, bà đã nhờ người hàng xóm trở đến nhận quà trong niềm vui khôn xiết, dẫu chỉ là một bó rau. Tôi vui tại vì giờ làm ra tiền có mình vui, đỡ lắm coi giờ làm khó khăn không có tiền. Bên trong siêu thị trưng bày đủ các nhu yếu phẩm như mì gói, trứng, gia vị, gạo, thịt gà, rau củ. Để đảm bảo quy định giãn cách xã hội theo chỉ thị của chính phủ, các thành viên trong hội đã thiết lập quy trình phát quà vô cùng chu tất. Từ khâu tiếp nhận thông tin nhận quà cho tới bố trí vị trí nhận quà và phân phát đến tận tay từng người. Mỗi người khi đến đây sẽ được đăng ký thông tin nhằm đảm bảo được số lần mua hàng theo đúng quy định 2 ngày một lần và được chọn 3 món tùy thích, số thực phẩm dùng đủ cho 2 ngày. Tại đây, mỗi ngày có hàng trăm người ghé thăm siêu thị không đồng, đa số là người bán vé số, người nhặt ve chai, chạy xe ôm. Theo ban tổ chức chương trình, siêu thị yêu thương không đồng sẽ hoạt động đến hết ngày 6 tháng 5 năm 2020. Phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại những clip đã phát trong ngày hôm nay. Mặc dù đang là dịp nghỉ lễ, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Nha Trang vẫn đóng cửa biển. Để hạn chế người dân, lực lượng chức năng đã cho dựng hàng rào và biển báo. Tuy nhiên, sáng ngày 1 tháng 5, có rất nhiều người xuống tắm. Khi bị phát hiện thì họ đã tranh cãi cùng với lực lượng chức năng. Phản ánh của khán giả Vân Hằng, số điện thoại 0915 3 số cuối 456. Sáng ngày 1 tháng 5, tại quân cảng Lữ đoàn 171 vùng Hải quân, thành phố Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân đã tổ chức bàn giao 30 ngư dân bị nạn trên biển DK1 cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đó vào khoảng 3 giờ sáng 26 tháng 4, tàu cá mang số hiệu QNA 95654 do ông Tô Điệp, sinh năm 1980, trú tại thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam làm thuyền trưởng, cùng với 30 ngư dân hoạt động đánh bắt trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa, không may gặp dông lốc lớn khiến tàu bị phá nước dẫn đến chìm. Phản ánh của khán giả Quang Anh, số điện thoại 0963 3 số cuối 233. Do địa bàn không có tuyến tránh nội ô thành phố Cà Mau nên các phương tiện ô tô tải thường xuyên lưu thông trên các tuyến đường chính vào các thời điểm có mật độ phương tiện đông. Thêm vào đó, ý thức chấp hành luật giao thông của một số người điều khiển phương tiện còn chưa cao, dẫn đến nguy cơ về tai nạn và va chạm giao thông giữa phương tiện ô tô tải và các phương tiện khác. Vì vậy, Cà Mau đang ra quân xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm này, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Chia sẻ của khán giả Lê Văn Tình, số điện thoại 0965 3 số cuối 525. Tuyến kè biển Cẩm Nhượng đi qua địa bàn xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh hiện đang trở thành bãi rác bất đắc dĩ do sự thiếu ý thức bảo vệ môi trường, tập quán sinh hoạt bừa bãi của người dân. Thực trạng này xảy ra đã lâu nhưng địa phương chưa có biện pháp hữu hiệu để xử lý. Phản ánh của khán giả nhập vào số điện thoại 0919 3 số cuối 199. Gần một tuần nay, tàu cá của nhiều bà con ngư dân ở xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh phải nằm bờ vì ngư trường truyền thống đã bị những con tàu không có số hiệu từ nơi khác đến xâm lấn và khai thác. Thuyền không ra khơi, buông lưới, đồng nghĩa với việc khai thác thủy hải sản gặp nhiều khó khăn, gây bất bình cho những ngư dân làm ăn vươn khơi chân chính. Rất mong các cấp chính quyền và lực lượng chức năng sớm vào cuộc, có biện pháp xử lý thỏa đáng. Đặc biệt cần kiểm tra việc chấp hành đánh số ký hiệu cho các tàu thuyền để làm tốt công tác quản lý khai thác hải sản trên biển. Phản ánh khán giả Mạnh Hải, số điện thoại 0989 3 số cuối 678. Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu khiến cho xuất khẩu nông sản bị đình trệ, tiêu thụ trong nước cũng gặp nhiều khó khăn. Nông dân đang rơi vào cảnh trúng mùa nhưng mất giá. Thách thức chung của toàn xã hội đòi hỏi sự đổi mới, chuyển mình của bất cứ ngành nghề nào nếu không muốn bị đào thải. Để tự giải cứu mình tại Đồng Tháp, nhiều trường hợp nông dân và các bạn trẻ thông thạo mạng xã hội đã kết hợp với nhau đưa ra một hình thức tiêu thụ nông sản hoàn toàn mới, đó là bán hàng trực tuyến. Chia sẻ của khán giả Ngọc Trình, số điện thoại 0975 và số cuối 234. Chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi tới địa chỉ email
góc nhìn khán giả a@vtc.gov.vn. Hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.